Đó, cô chú ơi, bây giờ là em trai mới ngủ trưa dậy. Trời ơi, bây giờ ngồi tự ăn cơm luôn, giỏi giỏi búa. Em muốn em cầm một. Trời ơi, ăn cơm ở đây có màu vàng thơm mấy con ha. Rồi, xong luôn, xong phim luôn rồi. Cơm này thơm lắm cô chú, thơm cơm này thơm mùi mùi tỏi. Wow, coi kìa, ngon quá trời luôn. Mình ra Đà Nẵng mình phải ăn cơm này là làm từ cơm gà đó cô chú. À. Chuẩn bị là chay chào đón trận đá banh Việt Nam và Thái Lan nha cô chú nha. Xin chào mọi người. À, xin chào mọi người ha. À. Xin chào mọi người, xin chào cô chú đi chay. Ờ, chúc mừng vui vẻ, đúng rồi. Chúc mừng vui vẻ Việt Nam hả con? Giỏi quá. Mà tối nay Vincent là có ủng hộ đội Việt Nam không? Dạ có. Chay này nói, chay nói Việt Nam cố lên. Rồi cho ông ngoại ăn đó. Ờ, ngoại ăn đi cho ngoại. Ngon quá ta. Ông da vô nè, Cố lên. Ông da vô. À, Việt Nam cố lên mà biết rồi. Việt Nam cố lên. Giỏi quá, chay giỏi quá. Vậy đó mọi người. Việt Nam cố lên. Giờ không giờ chắc có lấy lại sức ăn rồi đó. Đúng rồi. Không mà đừng nói đi để ăn đừng xin ăn. Khen vậy. Ừ, nó mất khen cũng vậy đó. Nó bờ vai đó, mày thấy bờ vai nhỏ bé không mà. Bờ vai. Bờ vai mong manh dễ vợ. Lỗi gì ăn chưa? Đóng thùng hả? Đóng thùng hả? Cảm lấy cái đè hả? Cái điện biển này cái đè rồi sao? À, chay à, chay nói đi chay Việt Nam. Mang cuối đi. Nói thêm hai đi. Nói anh hai đi, nói thêm hai Việt Nam cố lên đi. Mang cuối đi, miệng mang cuối đi. Anh hai nói gì vậy chay? Này đúng đúng nó ra ai nghe chữ luôn này. Đúng rồi. Đúng cái này sao được, cái này ba. Ngon quá. Ba đi lấy cho em miếng nước. Đây lấy cho em miếng nước uống. Cái gì? À, má mày phải đưa nước cho con uống hả? Con có được đời đó không? Cái con này nó ông ngoại đưa nó không chịu chứ phải. Ở nhà sao ta? Ừ. Nó mày ở nhà kêu ai? Nó là Lạ Lùng nè, Nguyễn Thị Lạ Lùng nè. Phải mà mày đưa nước mới uống con Nguyễn Thị Lạ Lùng không? Ôm ngon hả con? Cơm gà ngon. Ngon không? Ừ, đúng. Con nói đi, yummy. Yummy. Yummy on my tummy. Cái này là con mami mam. Ma. Cười. Chay nghe này. Chay nghe. Mong con nghe. Chay nghe hai nói tiếng Anh chị cười. Chị cười vào mặt anh hai đấy. Đứng chào cờ, chơi đứng chào cờ luôn kìa đó. Trời ơi, con kéo vai lên. Chơi xe hả con? Lại chơi xe hả? Ăn cơm lại ngồi chơi xe. Nè, con biết cái xe anh giật sao? Đây mày giật chân, mày giật chạy cho đây nè. Con cầm cái nó cái đít lên đây nè. Đó, chuẩn bị nha, 1, 2. ông ngoại giật cho em đi ông ngoại. Rồi ông ngoại ngồi xa ra, ông ngoại giật lại con nha. 1, 2. Đoạn đường tiền đạo nó vô trước, số 9 vô kìa. Cô chú ơi, chay đang ở nhà gọi là gì ta, chị họ của chay nè cô chú. Chị họ của chay được trang bài đồ chơi rất là nhiều luôn. Chay tối nay con ngủ chổng hả chay? Mà tối nay ngủ chổng nha. Wow, chị có em rồi quá trời trời đây nè. Em mà em đó. Thằng ơi đông ơi, em mất rồi theo. House nha, yeah. Cái nhà. Đó, đây là nguyên khu vực nhà nè cô chú nè. Đây chị họ của chay nè cô chú.
con nói con gì chơi hả con gì thôi nè chơi đang nghiên cứu trời ơi con nè chơi là không hứng thú gì banh nè chơi sợ nó ngồi chơi với anh hai kìa chơi anh hai là bây giờ cái tuổi này là quá già cho những trò chơi này đó anh hai còn cái này là để leo nè leo lên nè mỗi năm kìa leo lên đi con lại ngựa ngồi đi lại ngựa ngồi đi leo lên đi chơi leo lên đi chơi leo lên đi chơi chơi leo lên nè con đầm banh vô đi con đầm banh bỏ vô rổ đó đi con chơi con có biết ngồi ủ đồ con có biết ủ đồ không chơi ngồi ủ đồ thứ đây chơi lại ngồi ủ đồ coi con có biết ủ đồ lại gì không hay hay cái đó là hay đó trời ơi sao mẹ không bao giờ ủ đồ mà con nhìn là cái bàn ủ là con biết ủ đồ hay gì hả bên sành nè, bên sành ủ đồ đó. Thôi 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 thôi. Đưa cho em đi con, đưa cho em đi con. Đưa cho em đi con. Chị đi what color is this? Màu này màu gì đây? Chị là bữa nay là mặc cái đầm này là chung với mấy cái màu này luôn nè. Chị đi what color is this? Purple, good job. What color is this? Good job. What color is this? Good job, JD. Màu nào vậy? White. No, light pink. Good job, JD. Màu này màu gì? Màu này màu gì? Red, đúng rồi. Chạy đi, be careful. Hai anh lái thì trang để cho chị. Ủa mình đi đâu mất đi rồi? Nó chạy xuống dưới. Không? Ừ. Chạy xuống dưới rồi. Hiểu vậy hiểu. Nó đâu biết bà hai, nó biết bà cố. Dạ, bà cố. Bà cố đâu rồi? Bà cố đâu con? Bà cố hai đâu chạy? Bà cố hai. Xanh con leo ra con để ý đừng để cho banh ra ngoài nha. Wow! Peekaboo! Bà có hai đâu ta? Bà có hai đâu ta? Bà có hai không về với con hả? Bà có hai không về với con hả? Vậy là nắng vui quá hả? Vậy nắng vui không chay nói con ủi đồ đi chay ủi đồ đi bỏ đồ lên ủi coi. Bóng kìa bóng ủi đồ kìa. Bóng cho chay mượn. Chay lúc nào cũng thích mang vớ lên tay đó. Hai. Ông nha, muốn cho chị mượn chút nha. Chập 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 chập. Can we share? Món cho chị mượn đi con. Chị đi, can we share? Cho mượn đi con xin đi. À bóng bóng. Mượn con nói chị ơi, chị ơi. Mượn nè, em cho em mượn. Em xin thì con cho em mượn. Cho em mượn. Con nói chị ơi cho em mượn. Cho chị mượn xíu. Con nói please. Ở đây cô đào lấy cho. Đào lấy cô đâu coi đâu khác cho con hả? Chạy đi. Không biết xe đâu. Chắc chắn không biết xe. Đó coi là cái tôi đeo bao cái giới đeo mình lấy đeo bao tay đó coi được không? Hả?
mà chị nói nó đi học mẫu giáo đúng không? Dạ. Cô nói là thực ra là cái tuổi này nó không có chia sẻ với nhau. Dạ. Cho nên nếu như các bé mà nó có đánh nhau hoặc nó có gì đó, nhưng mà nó ở tuổi nhẹ thì vẫn là một hình thức để giao tiếp. Dạ. Mình cũng đừng có can thiệp nhiều quá, mình cứ đặt cái việc. Dạ. Mấy đôi khác thì cho em một đôi đó nha. Ba có đeo tóc vào tay nhau chơi không? Không, không, không. Ba ba lượm banh với bạn nè. Sao? Chị con ngồi xuống con mang giáo vô coi. Ngồi xuống mang giáo vô. Mang vô chân á. Tiến Sinh ơi, con vô nhà banh chơi, con đừng có nhảy ra ngoài nha. Bắt cái gì vậy? Cái gì vậy? Bắt chơi chung luôn. Đây là bắt chơi chung với anh Sơn. Anh. Rồi mang giấy vô đây, rồi mang giấy vô đây. Cho bóng vô luôn. Trời ơi sao chơi nữa. Chơi chung nhà anh nè. Ồ hai người chơi chung vui ha. Đi ra. Con tự mang vô đi, con nói gì Thảo mang vô con đi, con nói gì Thảo mang vô con đi. Mày đang quay phim mà. Có gì Thảo mang vô con nói please. Sao? Dạ được rồi, nó được rồi. Good job chị đi. Rồi ngồi đó. Ngồi xuống. Rồi đi đi đưa đưa đi. Bóng bóng. Đá này đẹp kìa. Ao. Em cầm xích tu bông đựng đi ra đây ạ. Đi lại. Con ngồi vậy nè. Con đi ra đi. Con đi ra đi. Trời, tự nhiên lên đây đứng nhìn Ngọc cười hả? Nhìn Ngọc cười hả? Quay phim ra bóng. Mê phim mà bóng. Quay lại thấy bóng. Thấy bóng luôn, thấy bóng luôn. Nhà ta ăn cơm thơm chớ thôi nha người. Trời. Ăn tay miếng gì vậy? Hả? Hả sao con lấy? Trời ơi đục em ơi. Thấy bài phim không? Khoái gì lắm. Bấm đâu, bấm đâu chị mẹ. Bấm đâu? Bấm đâu? Bấm đâu? Bấm đâu chay đâu? Chay. Ôi cái ông chàng này. Quá đi. Ai đó? Bấm hát con cò bé bé cho con Ngọc ơi. Ngọc nghe ai? Biết hát không? À, không biết hát không? Con cò sao? Sao nữa? Bấm. Thôi, đừng biết. Bắt đầu cho mất mê và ứng dụng làm rồi. Misa không có. Si đâu? Bỏ vô, kiếm Si bỏ vô. Quay coi, quay vòng tròn kiếm Si đâu. Không, con tự làm đi, mẹ không có giúp. No. You do it yourself. See. Bỏ vô. Quay ngược lại, quay lại. Quay lại, quay lại. Không, tự làm. Quay lại. Quay sao? Quay chiếc xe làm sao? Quay chiếc xe làm sao? Quay sao? Đó, đúng rồi. Bỏ vô. Yeah. Cái đó. Ừ. Ở đâu? Cái đó ở đâu? Cái đó ở đâu? Cái đó ở đâu? Cái đó đâu? Có phải kiếm chứ. Dưới đây này chay, dưới đây này chay. Mày thấy dưới chưa? Đúng rồi. Yeah. Cái gì đó? Cái đó đâu? Coi dưới rồi, coi dưới rồi có không? Coi dưới rồi có không? Coi cái hàng dưới rồi có không? Coi phía dưới này có đây nè, đây nè. Coi dưới rồi có không? Kiếm ai? Kiếm dưới nè. Không, bậy rồi, cái đó bậy. Đây nè. Đúng rồi. Hỏi vô. Xoay. Xoay. Thôi, em đang chơi mà.
vô lý không, người ta đang chơi cái đó mày. Wow. Đó, giờ làm cái chơi ơi, vậy chơi về làm dẫn bận bận dán, bận dán hình rồi, bận dán hình trong mã 10 rồi. Sẵn có chai nước sơn là sơn trong mã 10 luôn được luôn á. Cái bóng lên đây đưa chưa ngoài 10 chứ.